La tombe au matin. Soupa chop. Rất nguy hiểm. Đó là tình huống mà cầu thủ mang áo số 18 đã không thể chạm được vào bóng ở tình huống vừa rồi. Người ta nói trong trận đấu giữa đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Việt Nam, chiến thuật của huấn luyện viên Akira Nishino đã bị sụp đổ. Đội bóng của ông đã không thi đấu theo cách mà họ đã mong muốn và ưng ý nhất. Và để vận bóng của Charatip, trọng tài xác định đã có lỗi của tiền vệ mang áo số 10. Luis Dando. Một lần nữa thì khi mà đường link những đường link YouTube bắt đầu có vấn đề thì các bạn hãy đừng quên truy cập ngay vào website 90.tv và bình luận.tv. Những vấn đề bản quyền đang được tác động trên các kênh YouTube đang lấy nguồn của bọn mình. Và mình nhắc trước với các bạn là nếu như có vấn đề ngay lập tức thì các bạn có thể truy cập vào website của bọn mình để có thể tiếp tục theo dõi trận đấu này. Mình đang thấy trên YouTube đã bị phía bạn quyền TMZ thì đó họ đã bắt đầu report dần rồi. Nếu như anh em không thể tiếp tục theo dõi trên YouTube hay Facebook nữa, các bạn thể truy cập ngay vào 90.tv hoặc bình luận.tv để tiếp tục theo dõi trận đấu ngày hôm nay. Đội tuyển mình rất rõ ràng và cầu thủ áo số 17 của đội tuyển Indonesia đã không tham gia vào pha bóng vừa rồi. Pali. Thì với các bạn thì ở đội tuyển Indonesia không biết quá nhiều gương mặt của đội bóng này. Rất tốt. Đội phản công dành cho đội chủ nhà. Đó là một đường chuyền bóng quá mạnh và bóng quá sâu. Huấn luyện viên Indonesia rõ ràng không thể hài lòng. Năm nay bao nhiêu tuổi bên phía đội tuyển Indonesia? Stefan Lillipali rất cố gắng. Tại xác định có lỗi của Cristiano.
của hai viên vàng. Tiếp hơn là cú đá của cầu thủ mang áo số 13, Manahati. Và bóng mà đáng ra Manahati sẽ cần phải thực hiện đá tốt hơn so với pha dứt điểm của anh ở tình huống vừa rồi. Áo phòng ngự của đội tuyển Thái Lan đã có đôi chút lỗi lầm trong một pha bóng mà họ đã không thể theo hết được những cầu thủ đã tham gia vào tình huống tấn công của cầu thủ Indonesia. Bali thì Ivan cũng là một trong những gương mặt đáng chú ý của bóng đá xứ bạn đảo, và một lần nữa chúng ta sẽ cùng theo dõi lại cơ hội dành cho đội chủ nhà. Cú đá của cầu thủ mang áo số 13 Manahati lại không chính xác. Ngày hôm nay thì đội tuyển Indonesia đang vấp phải một phản ứng tương đối tiêu cực đến từ khán giả, vì mà những khán giả của đội bóng này đang liên tiếp đứng tay chạy. Ivan có lỗi của cầu thủ Thái Lan. Để đặt trong cung ba than. Charatip. Đấu đang phải dừng lại. Trong lúc trận đấu đang được tạm dừng bởi một va chạm ngoài đội thì các bạn thể truy cập ngay vào website 90phút.tv hoặc bình luận.tv để có thể theo dõi trận đấu này với chất lượng Full HD, hình ảnh mượt mà và nó không bị sợ đang xem bị đứt do bị bản quyền nữa.
tại trên YouTube thì kênh của mình lúc nãy có chiếu, nhưng mà bây giờ bị bản quyền nó mất link rồi. Nếu như bạn đang theo dõi ở trên một kênh YouTube hoặc một Facebook nào đó, hình ảnh bị mờ mịt hoặc là nó bị che chắn thì sợ bản quyền, và các bạn muốn xem một chất lượng nó tốt hơn, mượt hơn, full màn hình, thì hãy truy cập ngay vào website của mình ở địa chỉ 90phút.tv hoặc bình luận.tv. Bây giờ quay trở lại với trận đấu ngày hôm nay, phút thứ 24 và tỷ số đang là 0-0. Thời gian thi đấu hiệp 1 đã chưa qua một nửa và cái đội vẫn đang chưa thể tạo ra được những cơ hội thật sự nguy hiểm. Trong khi đó thì trận đấu giữa Malaysia và các UAE thì có vẻ như Malaysia họ đã có được bàn thắng vào tỷ số rất sớm, kết quả tương đối bất ngờ. Ở trận đấu lượt đi thì Malaysia họ cũng đã có một tình huống lội ngược dòng trước chính cầu thủ Indonesia, và để sau đó thì sau khi trận đấu kết thúc đã có những va chạm của cổ động viên hai đội. Chuyền dành cho Cristiano, không được, vẫn đang là cầu thủ Thái Lan. Dứt điểm, và xác định không có tình huống bóng chạm tay, đấu vẫn đang được tiếp tục. Rất hợp lý, rồi không được, đó là pha xử lý của Theraton, quyết định dứt điểm ngay của hậu vệ cánh phải bên phía cầu thủ Thái Lan, không chính xác là cánh trái, không phải trái đi. Sẽ có một quả đá phạt góc dành cho các cầu thủ áo xanh. Rất nguy hiểm, lưới cầu thủ Indonesia đã rung lên, đáng tiếc là nó rung ở bên ngoài. Tình huống mất bóng không thật sự hợp lý của thủ thành xong rồi lát à Arinjasa, xong rồi bắn rồi. Xem không, có một cái bóng dáng như một cái khuôn mặt khá giống với Sergio Romero, rất giống khác của cái mặt thôi. Rất nguy hiểm. Đây là Sarac, sút vào trong, rất khéo. Thái Lan đã có những cơ hội ở những phút vừa qua, nhưng mà những người học trò của Akira Nishino vẫn chưa thể tận dụng được. Và hàng phòng ngự của Indo không phải là một hàng phòng ngự quá mạnh ở thời điểm này. Rất hay, quý trả bóng vô cùng ý nghĩa đến từ cầu thủ bên đội tuyển Thái Lan. Sút bắn chai, mang áo số 9. Thái Lan, và một lần nữa chúng ta sẽ cùng theo dõi lại cơ hội của Pasa Happy Moon. Chạm tay không khác gì cú đá của cầu thủ bên phía đội tuyển Indonesia cách đây ít phút. Rất hay, có lẽ hơi khó dành cho Lili Pali, vẫn đang là Lili Pali. Không được rồi, quả đá phạt dành cho đội tuyển Indonesia. Và xử lý rất khôn ngoan của Lili Pali. Và trọng tài người Trung Quốc đã xác định cho đội tuyển Indonesia có một quả đá phạt ở hành lang cánh trái. Yeah.
làm khá tốt ở trên sân, và anh đang được Cristiano chăm sóc rất kỹ càng. Người sẽ thực hiện quả đá phạt góc dành cho đội tuyển Indonesia, đó là Vương Basia. Charatip. Không được. Cái này là sự chuyển đá rất nhanh. Nhanh không chuyển trọ qua đến đúng không? Trong này cũng có lẽ ra nhất trên sân, đó là Justin Dunn. Và những khuôn mặt của anh có lẽ chúng ta nghĩ anh là năm nay cũng tầm 5-60 tuổi rồi. Nam không có đài nào huấn luyện các trận đấu
tại vòng loại World Cup 2022 các bạn nhé. Ngoài những trận đấu của Việt Nam ra mà thôi không được. Tình huống tấn công rất nguy hiểm của cầu thủ Indonesia. Người đã có cơ hội trong quả bóng vừa rồi đó là Ivan Sarat.
Raton. Kristando. Sumpah, Cok. Thái Lan vẫn đang cố gắng kéo giãn đội hình của cầu thủ áo đỏ. Như vậy là sẽ có một quả đá phân công dành cho cầu thủ Thái Lan. Là Supachok. Đánh đâu? Không được. Vẫn còn. Vẫn không thành công. Bóng đã nằm gọn trong tay của thủ thành Arizasa. Bóng bổng có vẻ như không phải là một sở trường của cầu thủ Indonesia. Họ thường rất lúng túng trong những tình huống chống bóng bổng. Bây giờ sẽ là tình huống phản công của cầu thủ chủ nhà. Rất hợp lý. Ai đây? Ai đây nhỉ? Người đi bóng ở lại. Super chốc. Để mất bóng rồi. Tiền vẫn đang là cầu thủ Thái Lan. Chanathip. Không được. Đẩy bóng hơi dài. Ruben. Chàng vỗ tay động viên học trò của mình tới dự trí của huấn luyện viên trưởng Simon Menemi. Terraton. Hay quá. Chana tiếp. Không được. Hôm nay anh vẫn đang không có quá nhiều đất riêng. Tại thì Trần Anh Thiệp đang thi đấu cho câu lạc bộ nào ở J-League nhà anh tập luyện. Ở thời điểm hiện tại thì Trần Anh Thiệp sau Brazil đang thi đấu cho Cosero Sapporo. Và một điều mà có lẽ chúng ta cũng sẽ cần phải chú ý thì Fernando Torres, tiền đạo đã giải nghệ và người đã đang thi đấu tại J-League cũng đã nói về câu chuyện. Nếu như anh ở J-League muốn đá với ai thì Torres đã nói về việc Torres muốn đá cùng với Chanathip. Chanathip đã góp mặt trong lượt tiêu biểu của J-League ở mùa giải ngoài. Đó là một niềm tự hào rất lớn của cầu thủ Thái Lan. Tuy nhiên thì có vẻ như
giờ đã là phút thi đấu chính thức cuối cùng của G1. Chúng ta xem đá phạt không thành công của cầu thủ Indonesia. Cristiano. Số 23 bên phía Indonesia. Số 23 nhỉ? Số 23 này. Vâng, theo như danh sách đăng ký thi đấu thì số 23 phải là thủ môn ạ. Sẽ thế nhỉ? Và có vẻ như là bên phía ban tổ chức đã nhầm số áo của cầu thủ áo số 22 rồi. Xác thì cầu thủ áo số 23 này đó là nếu như trong danh sách đăng ký của ban tổ chức thì số 23 sẽ là người đứng trong khung gỗ Ariasa, còn số 22 là Hasamuyama. Không biết là người ta nhầm tên hay nhầm số áo luôn đây. Tên là Ariyasa thật, có thể tên là Hasamuyama. Vâng, vậy theo thông tin của captain thì thủ môn đúng là Ariyasa rồi. Và tổ chức in lộn số anh em ạ. Rất nguy hiểm. Đã có một tình huống cản phá đến từ vị trí của thủ thành Ariyasa. Sau pha bóng này thì có vẻ như anh đã bị đau. Môn báo số 22 bên phía Indonesia đã ôm mặt. Có vẻ như anh đã phải ăn một tình huống hổ lao tới từ vị trí của Supachai. Chúng ta cùng xem lại pha quan trọng này. Một tình huống đá phạt rất có chủ đích của Teratoa Mumata. Đến ngày hôm nay thì Indo đang quay chất lượng mấy ca đây. Đó là một tình huống mà chúng ta đã không nhìn rõ ở góc máy vừa rồi. Mai này thì có thể kỹ hơn một chút. Và va chạm khiến cho thủ thành bên phía đội tuyển Indonesia bị đau. Mà không biết là ông thủ môn này đẩy bóng ở trong hay ở ngoài rồi, nhỉ? Tình huống này rất gây tranh cãi nhưng có vẻ như trận đấu cũng đã kết thúc hiệp 1 rồi. Tạm thời thì hiệp 1 của trận đấu này đã khép lại. Và đây sẽ là thời điểm mà các bạn có thể giao lưu cùng với bọn mình. Những thời điểm mà có lẽ là rất cần thiết trong một trận đấu diễn ra tương đối nhạt. Indonesia và Thái Lan ngày hôm nay. Vâng, như trước đó sẽ là phần intro của bình luận chấm TV. Vâng, xin chào quý bạn cùng quay trở lại với website bình luận chấm TV. Tại các bạn đang được theo dõi hình ảnh được truyền hình trực tiếp từ sân vận động Bung Karno tại thủ đô Jakarta của Indonesia cùng với phần bình luận của Batman Captain và người nện đang ngồi sau Ngọc Ô Mai. Và hiện tại thì Captain xin lỗi bạn, người nện mấy nay bình luận hơi nhiều thì ra đang ốm viêm họng mất rồi. Mình thì cũng đang chưa khỏi họng, tuy nhiên thì ngày hôm nay thấy vui vui cũng lao vào bình luận của Captain. Cái mình thấy là thời điểm này đang có rất rất nhiều anh em nghe được tiếng của bọn mình.